Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Có thể nói mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đang là mẫu thiết kế quốc dân của Mark Home vì vẻ đẹp và tính tiện lợi của nó. Với độ dốc vừa phải, mái Nhật giúp thoát nước mưa nhanh chóng, chống nóng tốt vào mùa hè, chống lạnh vào mùa đông, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta. Mark Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị công trình mà Mark Home thiết kế cho gia đình nhà anh Khánh có địa chỉ tại Hà Giang. Để tham khảo thêm các mẫu nhà do Mark Home thiết kế từ trước đến nay, quý vị có thể truy cập vào website markhomegroup.vn. Tại đây còn có các sản phẩm được Mark Home trực tiếp sản xuất. Các chương trình khuyến mại được cập nhật liên tục và đầy đủ để quý vị có thể nắm bắt kịp thời. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 để nhận được tư vấn sớm nhất. Nhìn vào ngoại thất của công trình, chúng ta có thể thấy công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, 2 tầng kết hợp với hệ mái Nhật làm cho ngôi nhà thêm nổi bật và thu hút. Màu sắc chủ đạo của công trình là màu trắng kết hợp với khoảng tường màu xám làm tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho ngôi nhà. Ngoài việc kết hợp hài hòa màu sắc với nhau, tường xung quanh công trình còn được ốp đá màu xám tạo nên điểm nhấn cho công trình, tránh cảm giác đơn điệu và làm tăng thêm tính mỹ quan cho toàn bộ ngôi nhà. Chân công trình được ốp đá trẻ bảo vệ, tránh ẩm mốc và bong chóc, ngăn ngừa được nước đọng ngấm trực tiếp vào chân công trình, gây phá hoại, giúp cho công trình của chúng ta có tuổi thọ lâu hơn. Phần mái được thiết kế theo hệ mái Nhật, được lập ngói Fuji màu xanh, có độ dốc vừa phải giúp thoát nước tốt. Phần mái phía trước đua rộng ra tạo thành những mảng hiên lớn, giúp che chắn cho phần sảnh chính, hệ cửa tránh được mưa nắng tác động trực tiếp vào. Đặc điểm làm cho phong cách thiết kế hiện đại được ưa thích đó là việc tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên. Vậy nên, ngoài cửa chính ra thì hệ cửa còn lại được sử dụng nhôm hệ kính, làm cho căn nhà lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho gia chủ. Cùng với đó, việc sống chan hòa gần gũi với thiên nhiên cũng được gia chủ rất quan tâm. Vậy nên xung quanh ngôi nhà đều được bố trí các chậu cây cảnh, các không gian để trồng hoa, vừa tạo nên không gian xanh cho ngôi nhà, vừa làm cho tổng thể của ngôi nhà không bị thô cứng. Hệ cửa chính được sử dụng là cửa thép vân gỗ kết hợp với pano kính chạy xung quanh, vừa làm tăng thêm vẻ đẹp cho cửa chính, vừa giúp cho không gian phía bên trong thông thoáng hơn. Việc sử dụng cửa thép vân gỗ, chi phí sẽ thấp hơn so với việc sử dụng cửa gỗ thật mà không làm giảm đi tính thẩm mỹ của công trình. Ngoài ra, cửa thép vân gỗ sẽ chống chịu với tác động của môi trường tốt hơn, sẽ không bị cong vênh, mối mọt trong quá trình sử dụng. Hệ thống tường rào xung quanh công trình được sơn màu trắng, kết hợp với cổng bằng thép sơn tĩnh điện, trụ cổng vuông vức tạo sự vững chắc, kiên cố. Phía bên trên là mái dốc được lập ngói giống với hệ mái của tòa nhà, tạo sự đồng nhất cho toàn thể công trình. Nhìn vào mặt bằng định vị công trình, ta có thể thấy công trình được xây dựng trên nền đất có chiều dài là 29,5m, chiều rộng là 11,98m. Với khu đất rộng và vuông vắn như thế này thì các kiến trúc sư của Mark Home đã thiết kế ngôi nhà về phía sau công trình, tạo một khoảng sân rất rộng ở phía trước. Đây là không gian đệm trước khi từ hệ thống giao thông vào căn nhà, làm giảm khói bụi cũng như tiếng ồn vào bên trong công trình. Ngoài ra, phần sân cũng là địa điểm để mọi người sinh hoạt và để xe. Công trình được xây dựng theo hướng Tây Bắc với chiều dài là 13,94m, chiều rộng là 8,92m. Vậy diện tích một mặt sàn sẽ là 124m2. Vậy tổng diện tích xây dựng công trình gồm 2 tầng không tính phần sảnh là 248m2. Ngôi nhà được thiết kế hai lối tiếp cận, một lối phía sảnh chính và một lối phía sảnh phụ. Việc công trình có nhiều lối tiếp cận sẽ giúp cho việc di chuyển vào ngôi nhà được thuận tiện và dễ dàng hơn, phục vụ những mục đích di chuyển khác nhau. Ngoài ra còn giúp cho không khí lưu thông trong toàn bộ ngôi nhà, làm cho không gian sống thông thoáng và mát mẻ. Công năng tầng 1 khi đi từ sảnh chính vào là phòng khách với diện tích là 40m2, được đặt một bộ bàn ghế sofa để gia chủ có thể tiếp khách, kệ tủ TV dựa lưng vào vách lam, phục vụ cho nhu cầu giải trí của mọi người.
Vách lam cũng dùng để ngăn cách không gian phòng khách với không gian công năng phía bên trong. Phòng khách có diện tích rộng, thoải mái cho gia đình có thể sử dụng, kết hợp với hệ thống cửa chính, cửa phụ và cửa sổ, giúp cho không gian phòng khách luôn thông thoáng và mát mẻ. Phòng ngủ thứ nhất là phòng ngủ khép kín với diện tích là 16m2. Hệ cửa sổ hướng về phía trước của công trình để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên vào trong phòng, tránh cảm giác bí bách khi sử dụng. Nhà vệ sinh trong phòng có diện tích là 3m2, có đầy đủ thiết bị vệ sinh cho nhu cầu sử dụng khép kín. Ngoài ra còn được thiết kế một ô thoáng kết hợp với hệ thống quạt thông gió, làm giúp tránh cảm giác ám mùi trong phòng. Khu bếp có diện tích là 13,5m2, hệ tủ bếp được thiết kế theo hình chữ L. Các thiết bị đồ dùng bếp được trang bị và sắp xếp hợp lý, giúp cho việc sử dụng được thuận tiện và dễ dàng. Ngoài ra, trong bếp còn được đặt một bàn đảo để phục vụ những bữa ăn đơn giản hoặc để đồ ăn đã chế biến trước khi mang ra phòng ăn. Phòng ăn có diện tích là 17,5m2, được đặt một bàn ăn để mọi người dùng bữa. Xung quanh được thiết kế hai hệ cửa sổ, giúp cho không gian trong phòng ăn đầy đủ ánh sáng và thông thoáng hơn, tạo cảm giác thoải mái cho mọi người khi dùng bữa. Khu vực vệ sinh chung dưới tầng 1 có diện tích là 5m2. Lavabo được đặt ở phía bên ngoài, thuận tiện cho việc sử dụng, tránh mất thời gian của mọi người khi phải chờ đợi. Công năng tầng 2 được bố trí một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ. Phòng thờ thì có diện tích là 12m2. Hướng của ban thờ theo hướng chính của ngôi nhà, giúp cho gia chủ đón được tài lộc và vượng khí. Hệ cửa sổ sẽ giúp cho không gian phòng thờ luôn thông thoáng, tránh cảm giác âm u tích tụ âm khí tại khu vực tâm linh. Phòng sinh hoạt chung có diện tích là 10m2. Được thiết kế một cửa ra phía ban công mặt bên của công trình. Tất cả phòng ngủ trên tầng 2 đều là phòng ngủ khép kín, rất tiện lợi cho việc sử dụng ngay trong phòng. Phòng ngủ thứ 2 có diện tích là 16m2. Phòng ngủ thứ 3 có diện tích là 16m2. Phòng ngủ thứ 4 có diện tích là 14m2. Đều được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất và đồ dùng vệ sinh như phòng ngủ thứ nhất. Trong mỗi phòng đều được thiết kế các ô cửa sổ giúp lấy ánh sáng và không khí tự nhiên vào trong phòng, tránh cảm giác bí bách khi sử dụng. Hệ thống ô thoáng giúp không gian vệ sinh thêm thoáng và không bị ám mùi khi sử dụng. Phần sân chơi phía trước của công trình có diện tích là 9,6m2. Đây là không gian thư giãn chung của mọi người trên tầng 2, giúp mọi người giảm căng thẳng và mệt mỏi sau những công việc hàng ngày. Tại đây có thể được đặt một bộ bàn ghế nhỏ để mọi người có thể thưởng trà và trò chuyện. Khu vực sân chơi cũng như là ban công trên tầng 2 giúp điều hòa không khí trong toàn bộ khu tầng, tạo không gian sống thông thoáng và mát mẻ cho mọi người. Phía bên trên được lắp một hệ lam bằng bê tông, phía trên đặt kính cường lực giúp ngăn nước mưa cho khu vực phía dưới. Trong bản vẽ mặt bằng xây dựng được thể hiện rõ kích thước của từng chi tiết, giúp cho việc thi công được dễ dàng và chính xác hơn. Dựa vào mặt cắt đứng của công trình, chúng ta có thể thấy công trình cao 11,17m, hệ bậc ngũ cấp cao 750mm, tầng 1 cao 3,9m, tầng 2 cao 3,6m, hệ thống mái cao 2,92m. Các vật liệu, loại sơn được dùng cho phần ngoại thất cũng được thể hiện đầy đủ, giúp chủ nhà dễ dàng nắm rõ vị trí của từng vật liệu, loại sơn để thi công chính xác và tránh ảnh hưởng đến mỹ quan của toàn bộ công trình. Mặt cắt AA và mặt cắt BB thể hiện rõ ràng vị trí, kích thước rầm, sàn, tường và cầu thang, những vị trí cần tăng cốt và giảm cốt để đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, tránh tình trạng đọng nước hoặc nước sẽ tràn vào phía trong công trình. Các vị trí kết cấu được thể hiện rõ ràng, từng loại vật liệu được ký hiệu bằng những nét vẽ riêng biệt. Vị trí các kết cấu được liên kết với nhau, giúp cho chủ nhà dễ dàng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, phục vụ cho việc thi công được an toàn và chính xác. Xung quanh hệ mái là hệ thống rãnh thu nước, giúp cho nước mưa sẽ không chảy thẳng xuống phía dưới, mà sẽ được hệ rãnh thoát nước thu lại và chảy vào hộp kỹ thuật. Hệ thống xà cồ lito bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ, mái được lợp bằng ngói Fuji, giúp làm giảm tải trọng xuống chân công trình. Chi tiết mặt bằng mái và phương pháp thi công phần mái đều được thể hiện chi tiết trên các bản vẽ kỹ thuật. Cầu thang được coi là hệ thống giao thông chính, giúp cho việc di chuyển và liên thông không gian các tầng với nhau. Bậc cầu thang thì được thiết kế rộng 1,2m, tiện lợi cho việc di chuyển cũng như là bưng bê đồ vật lên xuống được dễ dàng, không bị vướng víu. Mặt cầu thang được ốp đá, kết hợp với hệ thống lan can bằng kính cường lực. Tay vịn thì bằng gỗ lim Nam Phi, đảm bảo được các yếu tố về thẩm mỹ cũng như là an toàn khi di chuyển. Chất liệu lát sàn cho toàn bộ công trình được thể hiện rõ ràng trên các bản vẽ kỹ thuật. Từng loại chất liệu lát sàn được bố trí hợp lý từ màu sắc, tính chất của từng loại, vừa đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ cho toàn bộ căn nhà, vừa phù hợp với công năng sử dụng của từng phòng. Mặt bằng định vị cửa thể hiện đầy đủ vị trí và số lượng cửa của công trình. Cửa đi được ký hiệu bằng chữ D, cửa sổ được ký hiệu bằng chữ S, còn DV kép là cửa nhà vệ sinh. Tại đây cũng thể hiện đầy đủ kích thước và cốt của từng cửa.
Cửa đi D1 được thiết kế với quy cách cửa đi 4 cánh mở quay bằng chất liệu thép vân gỗ, kính an toàn dày 8,38mm với kích thước là 2700x2700mm. Khi trừ đi phần cố định, ta có kích thước thông thủy là 2580mm. Về phong thủy thì kích thước này giúp cho gia chủ hanh thông mọi mặt, con cái tấn tài danh, sinh con quý tử, chủ nhà luôn may mắn bất ngờ. Ánh sáng là một yếu tố quan trọng trong phong cách thiết kế hiện đại. Các kiến trúc sư của Mark Home luôn thiết kế để tận dụng tối đa được nguồn ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, hệ cửa được thiết kế xung quanh căn nhà, giúp cho ánh sáng có thể len vào chiếu sáng cho cả công trình. Ngoài ra, ánh sáng nhân tạo từ đèn điện cũng được thiết kế, sắp xếp một cách khéo léo để mang đến sự ấm cúng. Ánh sáng không chỉ tạo cảm giác ấm áp và tươi sáng mà còn mang đến sự hoàn thiện về mặt thẩm mỹ cho toàn bộ ngôi nhà. Trong bảng hồ sơ thiết kế điện nước đã thể hiện rất rõ hệ thống đèn điện được sử dụng trong công trình. Nhìn vào bản vẽ mặt bằng chiếu sáng và thông gió, chúng ta có thể thấy được sơ đồ bố trí, số lượng thiết bị trong toàn bộ ngôi nhà. Trong công trình được sử dụng kết hợp rất nhiều loại đèn điện, ví dụ như là đèn downlight âm trần, hệ thống đèn LED, đèn gắn tường cầu thang, đèn âm bậc cầu thang và hệ thống đèn chùm, giúp lấy ánh sáng cho toàn bộ không gian phía bên trong công trình. Hệ thống quạt trần kết hợp với quạt thông gió âm trần và máy hút mùi, giúp tạo không khí mát mẻ và thông thoáng cho toàn bộ ngôi nhà. Tất cả các thiết bị chiếu sáng và thông gió, cửa, vật liệu lót sàn cũng như là thiết bị vệ sinh, Mark Home đều trực tiếp sản xuất. Quý vị có thể tham khảo thêm các mẫu mã và thiết bị khác trên trang web của Mark Home. Trên đó có đầy đủ và đa dạng mẫu cùng với chính sách bảo hành vô cùng hấp dẫn để cho mọi người có thể lựa chọn. Ngoài ra, các bản vẽ ổ cắm, internet, điều hòa, bình nóng lạnh, camera, mặt bằng chống sét và mặt bằng cấp thoát nước cũng được thể hiện rõ ràng từng vị trí, số lượng, sơ đồ lắp đặt và nguyên lý hoạt động, giúp cho chủ nhà có thể chuẩn bị đầy đủ vật tư đúng kích thước và công suất. Sau khi tính toán tải trọng của công trình và kiểm tra tính chất của đất nền bằng những thiết bị chuyên dụng, thì hệ thống móng của công trình được sử dụng là móng băng bê tông cốt thép kết hợp với hệ thống dầm, sàn và cột của công trình, giúp cho ngôi nhà chắc chắn và không sợ bị sụt lún trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, trong bộ hồ sơ kết cấu còn thể hiện rất rõ về sơ đồ bố trí cốt thép tại các cấu kiện, nguyên lý nối thép, vị trí cần gia cường thép, sơ đồ bố trí cột, cùng với các phương pháp thi công giúp cho quá trình thi công được chính xác và đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật. Số lượng cốt thép cũng được thể hiện đầy đủ trong bảng thống kê, giúp cho gia chủ dễ dàng kiểm soát được lượng thép sử dụng, tránh tình trạng mua thừa hoặc thất thoát trong quá trình xây dựng. Các thông số kỹ thuật của chi tiết hệ vì kèo mái cùng với sơ đồ kèo điển hình, vị trí liên kết các nút giao cũng như là phương pháp thi công phần vì kèo mái đều được thể hiện rõ ràng để gia chủ thi công phần mái được chính xác, đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật cũng như là thẩm mỹ của toàn bộ công trình. Tiếp theo là hồ sơ dự toán của công trình. Phần này sẽ được thực hiện bởi phòng dự toán của Mark Home. Tại đây, các kỹ sư sẽ bóc tách các khối lượng của từng vật liệu, từng hạng mục bằng phần mềm chuyên dụng. Chúng ta có thể nắm bắt được số lượng các vật tư cần dùng của công trình, tương ứng với số tiền mà chúng ta phải chi trả là bao nhiêu. Vậy thì sẽ chính xác và minh bạch, rõ ràng. Chủ đầu tư sẽ nắm bắt được tài chính mình cần phải chuẩn bị ngay từ đầu, tránh tình trạng phát sinh quá mức kiểm soát. Ngoài ra, gia chủ có thể dựa vào bộ hồ sơ này để kiểm tra xem có sử dụng đúng loại vật tư so với thỏa thuận ban đầu hay không. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cho quý vị công trình nhà anh Khánh có địa chỉ tại Hà Giang. Nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home và muốn Mark Home thiết kế cũng như là thi công trọn gói cho công trình nhà mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi theo con số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.